Cũng trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào hôm thứ Sáu, Trung Quốc đã tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ sau khi một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Hòa Thịnh Đốn đã nói với Bắc Kinh là nếu Trung Quốc thiết lập một vùng không phận phòng thủ trên Biển Đông đang có tranh chấp, Hoa Kỳ sẽ không công nhận. Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng một phán quyết của Tòa án quốc tế được dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới về việc phi luật tân kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần hết Biển Đông có thể thúc đẩy Trung Quốc thiết lập một vùng không phận phòng thủ, gọi tắt là ADIZ, như Bắc Kinh đã từng làm trên biển Hoa Đông vào năm 2013. Hôm thứ Tư, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Robert Work đã nói, Hoa Kỳ sẽ xem hành động này là bất ổn và sẽ không công nhận một khu vực như vậy trong vùng Biển Đông, giống như Hoa Kỳ cũng đã không công nhận vùng không phận phòng thủ mà Trung Quốc đã thiết lập trên biển Hoa Đông. Một ngày sau đó, khi Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc cáo buộc Hoa Thịnh Đốn làm lớn vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi đã nói, việc thiết lập một vùng ADIZ không có liên quan gì đến các tranh chấp lãnh thổ, mà chỉ phụ thuộc vào sự an toàn trên không của Trung Quốc có bị đe dọa hay không và bị đe dọa ở mức độ nào, cũng như một số các lý do khác. Hiện nay, theo ông, thì tình hình ở Biển Đông nói chung là ổn định và Bắc Kinh hy vọng các nước bên ngoài khu vực có thể hỗ trợ những nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Hồng Lỗi cũng đã chỉ trích Thứ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ khi ông này cho rằng các vùng ADIZ của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông Hồng Lỗi nói rằng nước đầu tiên thiết lập một vùng ADIZ không phải là Trung Quốc mà là Hoa Kỳ. Vậy thì cơ sở trong luật pháp quốc tế để Hoa Kỳ thiết lập một vùng ADIZ là gì? Hoa Kỳ đã thiết lập một vùng ADIZ vào năm 1950, vào lúc bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cũng đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận những hành vi vi phạm chủ quyền của mình dưới danh nghĩa tự do hàng hải với các cuộc tuần tra trên không và trên biển mà Hoa Kỳ đã tiến hành trong vùng mà Trung Quốc coi là lãnh hải của mình. Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông cũng đã gia tăng sau khi Bắc Kinh bắt đầu công trình khai hoang đất đai quy mô trên các quần đảo và các rạn san hô trong khu vực tranh chấp. Trong tuần này, Mã Lai cho biết họ đã triệu tập đại sứ của Trung Quốc để phản đối về những gì mà Kuala Lumpur xem như là một sự xâm lấn của một số lượng lớn các tàu mang cờ Trung Quốc ở Biển Đông. Khi được hỏi về sự việc này, ông Hồng Lỗi đã nói hai bên có một sự hiểu biết khác nhau về sự việc và sẽ giải quyết thông qua thông tin liên lạc song phương.